Chưa. Tôi chưa. Nha, mình sẽ học về một cái cơ quan trong cơ thể của mình. Trước khi em sử dụng thuốc sau này á, những cái thuốc mà em sử dụng trước khi sử dụng cho bệnh nhân, và em phải coi hai cơ quan thể trực chính, đó chính là gan và thận. Trong cơ thể mình nó sẽ có bốn cái hệ thống để mà thải trừ những cái thành phần. Cơ thể em lúc nào mà không thải trừ những chất cặn bã ra ngoài đâu. Ngày nào mình cũng ăn uống hết, và ngày nào mình tế bào trong cơ thể mình đều chuyển đổi ở mức cơ bản hết á, lúc nào cũng có nên sản phẩm những cái thành phần độc hại tế bào nó, và từ những cái thức ăn mà em ăn vô chắc chắn phải được thải ra ngoài. Những cái hormone nào mà hết đời sống của nó cũng phải được thải ra ngoài luôn. Chính vì vậy mình sẽ có bốn con đường thải trừ. Sẽ thải trừ qua tuyến bã nhờn, qua da, da thải trừ những cái chất bã nhờn và thải trừ nhiệt độ. Hơi thở mình sẽ thải trừ một phần nhiệt độ với lại CO2. Còn hai hệ thống thải trừ lớn nữa đó chính là gan thải trừ qua đường tiêu hóa và thận thải trừ qua tạo ra sản phẩm nước tiểu. Trước khi em sử dụng một cái loại thuốc gì vô cơ thể cho bệnh nhân thì vui lòng em phải theo dõi thận người ta có bị tổn thương gì hay không. Để khi mà nó bị tổn thương thì em phải biết em đổi thuốc hoặc là em giảm liều thuốc. Ví dụ em đổi, thay vì người ta tổn thương thận thì em sẽ đổi thải trừ qua gan. Còn nếu mà họ tổn thương ở gan thì em sẽ đổi thuốc thải trừ qua thận hoặc em giảm liều lại. Hôm nay mình sẽ học liên quan đến một trong những thải trừ những cái chất độc lớn nhất của cơ thể mà mấy em ít được quan tâm nhất. Thường đa số luôn trong đời sống hàng ngày mấy em, chắc chắn mấy em tác động với nó rất là nhiều. Em uống xì tiên này, em uống trà sữa nè, em uống những cái samurai, bể ức này kia, hoặc là trà chanh chém gió gì đó. Những cái thành phần nước nó hoặc trong thức ăn em cũng có những cái thành phần nước. Một số những cái thành phần nó sẽ được thải trừ qua đường tiết niệu và nó sẽ có tổn thương lên thận từ từ mà mình không biết. Khi nào em có triệu chứng ở thận là lúc nó trên 70% thận nó bị sơ hết rồi, 30% còn lại nó bù trừ không nổi, nên lúc này em mới có biểu hiện. Gan cũng vậy, gan và thận là hai cơ quan mà có khả năng bù trừ lớn nhất trong cơ thể. Khi nào tổn thương trên 70% những cái tế bào nó thì số lượng còn lại rất là nhỏ, nó mới không bù trừ nổi thôi. Sử em sơ 30% tổn thương 20% thì số còn lại trừ được, nên thường em không để ý đâu. Nhưng mà nó có tính lan tỏa, để lâu quá thì nó sẽ dẫn đến sơ ngày càng lan tỏa nhiều nhiều hơn. Đến khi em có triệu chứng đó nha, em mới quay ngược lại nó muộn rồi. Mình coi vị trí đau của thận nó đâu, vị trí giải phẫu của nó gồm có cái gì, hệ tiết niệu tạo ra sản phẩm của mình gồm có những cái gì, và vị trí thận nó nằm ở đâu trong cơ thể mình. Chức năng của thận nó có cái gì, có phải là chỉ tạo nước tiểu không không, hay nó còn có cái gì nữa. Giải phẫu sinh lý hệ tiết niệu ở đây của mình, giải phẫu hệ tiết niệu, quá trình lọc, quá trình hấp thu và quá trình bài tiết. Lọc, hấp thu, bài tiết này là nó đến thận. Còn hệ tiết niệu này gần vô hệ tiết niệu, đường dẫn niệu và động tác tiện, làm mình thực hiện được những cái động tác tiểu tiện. Của người thì tiểu nhiều, của người tiểu ít. Thì học xong em sẽ có được cái cơ chế của nó. Sau này người ta nói người ta bị tiểu nhiều hoặc người ta tiểu ít, thì em coi những cái vấn đề nào liên quan đến quá trình tiểu nhiều, những vấn đề nào liên quan đến sự tiểu ít. Và nếu mà trong trường hợp tiểu ít đó,
nó có gây hậu quả gì không, hoặc trong trường hợp người ta tiểu quá nhiều nó có gây hậu quả gì không. Khái niệm Legrand's huyết tương thường đa số ở lứa tuổi mem trẻ này là mem ít có quan tâm đến thận, nhưng mà những người lớn tuổi chắc chắn ít nhiều em phải quan tâm đến chức năng thận của họ. Hệ tiết niệu là một cái hệ thống, nó tạo ra nước tiểu, lọc những cái thành phần độc hại trong cơ thể mình mà có thể thải qua đường nước tiểu đi ra ngoài. Bao gồm thứ nhất đó chính là trái thận, mình sẽ có hai trái thận hai bên. Thận là chính là nơi sản sinh ra nước tiểu. Sau đó nó dẫn xuống đường niệu quản, đây là con đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Ở bàng quang này là nơi dự trữ nước tiểu và niệu đạo đi ra ngoài, nước tiểu bài xuất ra luôn. Vậy là nơi sản sinh nước tiểu chỉ là thận thôi, vị trí trái thận. Còn niệu quản, bàng quang và niệu đạo là dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Hồi nãy mình thấy quá trình lọc, bài tiết và tái hấp thu, nó có thể bài tiết thêm một số chất vô lòng ống này thoát ra ngoài, hoặc là hấp thu từ cái lòng ống này vô chảy về máu, thì nó chỉ diễn ra ở thận thôi. Ở niệu quản, niệu đạo, bàng quang, niệu đạo chỉ duy nhất đó là dẫn nước tiểu ra ngoài. Chứ trong ba đoạn này không có cái nào mà bài tiết hay tái hấp thu thêm hết. Chủ yếu là nó dẫn ra ngoài thôi. Cấu tạo của những cái thành phần này, em thấy cái nào ống trong cơ thể, đặc điểm cấu tạo dạng ống trong cơ thể, những cái ống này em hoàn toàn không tác động được. Nó sẽ có những thần kinh trong này, nó co bóp để mà đẩy nước tiểu đi xuống. Hoặc là đường tiêu hóa em cũng vậy, nó sẽ có sự co bóp để đẩy thức ăn đi xuống. Thì những cái ống này cấu tạo thành của nó chính là lớp cơ trơn. Cơ trơn là những cái lớp cơ mình sẽ không tác động được của bởi vỏ não. Chỉ có thần kinh thực vật mới tác động lên nó thôi. Vì là thần kinh thực vật sẽ liên quan đến giao cảm và phó giao cảm, ở đây mình sẽ không tác động được. Trong cơ thể mình có ba loại cơ, cơ vân và cơ tim. Trong nó cơ vân mình mới có thể tác động được, ví dụ như những cơ vân là những cái cơ bắp tay rồi nè, mình mới có thể tác động được. Còn cơ trơn với lại cơ tim là em không thể tác động được, nó phải do thần kinh thực vật tác động. Thận đưa vô cơ thể mấy em, vị trí của thận nó nằm ở đâu, để khi em biết được à, mình đau ngay vị trí nó là có thể có cơ quan của thận. Cái vị trí của thận đưa vô cơ thể, em thấy chiều dài của nó khoảng 10 cm, chiều dài của mỗi trái thận á khoảng 10 cm, tương ứng với lại một cái cây thước dài mà em học á 20 cm, em bẻ đôi nữa kìa, thì chiều dài của nó khoảng 10 cm. Để vô cái khoang, nó sẽ nằm trong cái ổ bụng, nằm trong ổ bụng. Nhưng mà nó có một đặc điểm như là cái ổ bụng của mấy em nó sẽ có những cái tạng khác nữa, ruột non, ruột già, dạ dày, lách tụy đó. Thì những cái cơ quan nó sẽ nằm ở trong cái lớp phúc mạc. Lớp phúc mạc là lớp bao áp sát với cái thành bụng luôn. Ví dụ dập, nhìn ở trước tới thì em khó thấy. Bây giờ mình ví dụ ngang đi, ở mặt trước này là phần bụng, ở phần sau này là phần lưng. Thì ngay cái phần phía trước này, phần thành bụng nó sẽ có một cái lớp mỏng, lớp bọc mỏng bao xung quanh gần cái bụng đây. Xuống cái túi hình dưới này sẽ có lớp phúc mạc cho em dễ thấy hơn. Cái lớp màu đỏ đỏ nè, em thấy nó bao sát cái thành bụng phía trước và nó bao dòng lên chỗ cơ hoành, bao áp sát cái thành lưng sau. Đây là cái lớp phúc mạc. Những cái tạng kia thì nó nằm trong cái lớp phúc mạc. Riêng thận nó nằm sẽ sát cái thành sau lưng này nè và nằm ngoài lớp phúc mạc ổ bụng. Nó nằm trong cái vùng ổ bụng nhưng mà nằm ngoài cái lớp phúc mạc và nó nằm áp sát với lại cái thành lưng ở phía sau, cơ thơ lưng ở phía sau. Niệu quản sau nó đổ xuống cũng nằm ở ngoài lớp phúc mạc này luôn. Sau đó nó đổ xuống bàng quang cũng nằm ngoài lớp phúc mạc và đổ ra niệu đạo ra ngoài. Vị trí giải phẫu của thận nằm như nào? Thận hồi nãy mình thấy nó dài khoảng 10 cm. Em sẽ lấy cái khung chậu em cao nhất á, cái cực dưới của thận. Cực dưới của thận nó nằm ngang vị trí thắt lưng thứ 3, đốt lưng thứ 3. Cực dưới này của thận nè, hai bên nó sẽ nằm ngang đốt sống thắt lưng thứ 3. Em bằng cách giải phẫu em xác định lấy cái dùng màu chậu này nè, cao nhất của em á, em kéo thẳng ra phía sau lưng. Nó sẽ ngay cái mõm gai, mõm gai đốt sống thắt lưng thứ 3. Sau đó em thắt lưng thứ 4, vừa ngay cái vị trí mõm, cái này em kéo ngang, màu chậu cao nhất em kéo ngang. Em sẽ thấy tương ứng với cái mõm gai đốt sống thắt lưng thứ 4. Sau đó cái đốt mõm gai nữa thì nó sẽ ra mõm gai đốt sống thắt lưng thứ 3. Thì cái cực dưới của thận này nó nằm ngay mõm gai đốt sống thắt lưng thứ 3. Nó hơi cao hơn màu chậu một chút. Và cái cực trên này nó sẽ nằm tương ứng với lại xương sườn số 11. Hay nó ngang tương ứng với lại đốt sống ngực thứ 11. Em thấy thận phải này nó sẽ hơi nằm thấp hơn phần thận trái một chút. Lý do là thận phải này nó có gan đè nó xuống.
Hồi nãy mình nói nó nằm ở sau lưng, mà sao liên quan đến xương sườn mười một là cái vòng cung không? Cái xương sườn mười một này, cái vòng cung ở phía sau nè, ở phía trước, cái đầu ở phía trước và nó gắn với lại cột sống ở phía sau, thì cái đoạn phía sau này xương sườn mười một thì cái cực trên á, của thận trái á, nó tương ứng với bờ trên của xương sườn mười một, còn cực trên của thận phải tương ứng với bờ dưới xương sườn mười một. Hai cái này nó chênh lệch chiều cao nó khoảng 2 đến 3 cm thôi. Vậy là tóm lại em ở phía sau dùng hố thắt lưng ở phía sau, em thấy thẳng nó sẽ nằm dọc hai bên cột sống nè. Vậy là ngay phía sau thắt lưng của em, cái vùng phía trên từ cái mào chậu em kéo ra, xong em kéo lên thẳng lên tới dưới cái xương sườn, thì cái đoạn đó chính là đoạn hố thắt lưng có chứa thận trong đó, nó nằm thẳng ở trong đó luôn. Em cứ lấy móc giải phẫu cơ thể mấy em, tự mấy em xác định là em sẽ biết được nó nằm sát bên dọc hai bên cột sống luôn. Từ mào chậu em kéo ra, sau đó em nhích lên chút xíu, khỏi nhích cũng được, thì nguyên cái đoạn kéo từ cái thắt lưng nó của em á lên tới ở dưới cái xương sườn ở phía sau, thì đoạn nó chính là nơi chứa thận. Nếu mà bệnh nhân có triệu chứng đau ở vùng thắt lưng cao đó, thì một đó là có thể là cơ cơ cạnh cột sống, do họ ngồi sai tư thế làm cho cái cơ nó phải co thắt, giữ cho cột sống theo độ cong sinh lý đường thẳng của nó cố định dọc này nè, đường thẳng cố định, thì do một là co cơ khi mà sai tư thế, hoặc cái thứ hai đó là vị trí của thận có thể là đang bị tổn thương thận gây đau thắt lưng. Nên em nghe một số người lớn tuổi á, người ta nói ừ tôi bị đau cái vùng thắt lưng cao đó, cái một số người khác nói ừ coi chừng ông bị đau thận đó. Thì họ xác định được cái vị trí ngay cái hố thắt lưng ở phía sau nó chính là vị trí của thận. Mỏm gai là mỏm phía sau lưng này nè, em kéo từ cái khung mào chậu cao nhất, cái mào chậu bên cao nhất là em kéo ngang, nó sẽ tương ứng với mỏm gai đốt sống thắt lưng thứ tư, sau nó lên một đốt sống thắt lưng, thì đây là đốt sống thắt lưng, và đốt sống thắt lưng thứ ba kéo tới bờ dưới của xương sườn 11 thì đó là của thận phải, còn kéo lên bờ trên của xương sườn 11 thì đó là của thận trái. Đây là cái cột sống của mình, cột sống của mình độ cong này là độ cong sinh lý của nó nè. Ở sau tới là một đường thẳng, nhưng mà nhìn ngang thì nó là có độ cong sinh lý. Mình sẽ có 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 5 đốt sống cục. Cùng cục nó sẽ dính với nhau chặt gì nè. Đây là 5 đốt sống cùng, giờ này 5 đốt sống cục. Đưa vô bao gồm thận, niệu quản. Niệu quản này là nơi dẫn lưu nước tiểu từ thận đi xuống, xuất phát nối tiếp từ bể thận, đổ vô niệu quản. Niệu quản đổ xuống bàng quang. Ở vị trí niệu quản này mình sẽ có chia làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ bể thận nè, cái bự bự phình ra này gọi là bể thận. Ở phía dưới này, niệu quản nơi bắt đầu hẹp xuống này, niệu quản đến nơi cao nhất của mào chậu, thì người ta gọi đây là đoạn hông, niệu quản hông. Sau nó từ đoạn cao nhất này đến cái độ trụ lõm cao nhất như nè, em kéo ngang, thì đoạn này người ta gọi là đoạn chậu, tại vì bắt đầu nằm vô khung xương chậu nè, người ta gọi là đoạn chậu. Rồi từ cái mõm cao nhất này tới ngay cái vị trí mà cung động mạch chủ bắt ngang đó, thì cái đoạn này người ta lại gọi nó là đoạn chậu hông, ghép hai cái tên này lại, đoạn chặt, đoạn hông, đoạn chậu hông. Rồi sau nó là một đoạn đi trong bàng quang, thì người ta gọi là đoạn bàng quang. Niệu quản nó sẽ phân ra 4 đoạn như vậy. Nhưng mà về cái móc giải phẫu sau này em nhớ nó là liên quan đến sự kẹt những cái viên sỏi á, sỏi tiết niệu nó dễ bị mắc ở đâu. Một đó là từ bể thận đổ vô niệu quản ngay đoạn đầu người nè. Em thấy từ cái nơi lớn mà đổ xuống cái hẹp thì nó dễ mắc sỏi. Nếu mà vị trí này bị tắc sỏi nha, tất cả những cái ống cơ trơn trong cơ thể mình có đặc điểm, khi mà nó bị tắc làm hoặc là cái gì nó không biết làm tăng cái trương lực nó lên, nó căng lên, thì nó sẽ liên quan đến kích thích thần kinh phó giao cảm, làm tăng cường co bóp ở nhớ để tăng sự tống đẩy xuống. Nên em thấy nếu mà viên sỏi bị mắc lại thì nó sẽ làm cho cái niệu quản đó, tăng cường co bóp để tống cái viên sỏi nó xuống. Em sẽ có triệu chứng đó là đau quặn, nó sẽ đau quặn từng cơn theo cái nhịp co bóp của những cái niệu quản đó, do từ quá trình viêm và quá trình căng của những cái thành đó, nó kích thích lên thần kinh gây đau. Ở đây nếu mà mắc sỏi như vị trí này em sẽ đau dùng hông, dùng lưng cao đó. Còn vị trí thứ hai dễ bị mắc đó chính là nằm trong khung chậu này, nơi có động mạch chủ bắt ngang, ủ động mạch chậu bắt ngang đây, đoạn động mạch chậu nơi này niệu quản nó bắt ngang, nó dễ bị hẹp nữa. Vị trí thứ hai dễ mắc sỏi trong đường niệu quản đó chính là trong trực khung chậu này. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đau quặn, đau quặn và điểm đau của nó sẽ nằm trong
hố chậu. Và vị trí thứ ba dễ mắc sỏi là chính từ niệu quản đổ vô bàng quang. Ở nó con đường đi nó hẹp hơn, và từ niệu quản đổ vô bàng quang ở nó có những cái nhích gấp. Khi mà đổ chỗ cái lỗ niệu quản bàng quang á, để tránh cái sự trào ngược á, nó sẽ có cái nhích gấp, nơi nó hẹp nên dễ mắc sỏi nữa. Và nếu mắc sỏi vị trí nó sẽ gây đau ở vùng hạ vị. Em thấy hệ tiết niệu của nam cấu tạo giống như hệ tiết niệu của nữ, hai người hai giới giống hệt nhau, chỉ khác nhau duy nhất đó là chiều dài của đường âm đạo, đường niệu đạo thôi. Chiều dài đường niệu đạo của nam là từ 12 đến 16 cm. Nó dài nên khả năng nhiễm trùng tiểu, vi khuẩn lợi ngược dòng nó ít gặp hơn. Còn đường niệu đạo của nữ thường khoảng 4 cm, nó rất là ngắn nên dễ bị nhiễm trùng tiết niệu lắm. Nên là đưa vô cái khung giải phẫu của thận thôi. Cái tuyến hồng đỏ nhỏ nhỏ trên em thấy nè, đây là tuyến thượng thận. Đây, cái tuyến nhìn dạng trên nè. Tuyến thượng thận này nó sẽ liên quan đến, đây là một trong những cái tuyến nội tiết trong cơ thể. Nó bao gồm hai phần, vỏ thượng thận và tủy thượng thận. Vỏ thượng thận nó sẽ bài tiết ra aldosterone, androgen và cortisol. Còn tủy thượng thận liên quan đến giao cảm, nó sẽ bài tiết ra những cái hormone adrenaline và noradrenaline. Liên quan đến giao cảm. Đây là tuyến thượng thận, này nằm ngay phía trên trái thận. Mổ ra ở trong nó sẽ có hai phần, phần đỏ đỏ em thấy nè, đây là phần tủy. Còn phần trắng ở ngoài này là phần vỏ thượng thận. Bây giờ em mổ trái thận ra, bổ dọc nó ra. Đứa nào có ăn trái thận heo rồi nó mới không biết. Thằng người y gan thằng heo luôn, giống hệt luôn. Bổ dọc cái này ra sẽ thấy cái trong này. Cấu tạo của thận đây là cái lớp vỏ. Còn trong này em thấy cái hình tam giác ngược này là tủy. Có vỏ phải có tủy chứ, giống như tuyến thượng thận vậy. Phần ở ngoài này là phần vỏ, trong này là phần tủy. Còn dọc hai bên này là những cái cột thận. Cột thận. Phần tủy này người ta còn có thể gọi là tháp thận nữa. Bao xung quanh ngoài cái trái thận này là một cái lớp vỏ sơ rất là mỏng. Mấy em đa số mấy em ăn thận heo, mấy em không có làm, ba mẹ mình làm không à, nên mấy em sẽ không thấy được cái cấu trúc giải phẫu nó nhiều. Ở ngoài này nó chính là cái lớp vỏ bao sơ mỏng, và liền trong này cái lớp vỏ, trong này lớp vỏ trắng chứa nước tiểu. Thì sau khi thận á, nó lọc, nó sản sinh ra được nước tiểu, sau khi thực hiện xong quá trình bài tiết và tái hấp thu ở những cống thận luôn, nó sẽ đổ sản phẩm nước tiểu nó vô trong những cái đài thận nè. Từ vỏ thận nó sẽ lọc tạo ra nước tiểu, rồi nó dẫn vô phần tủy này, và từ phần tủy này nó sẽ đưa vô phần đài thận. Đây là những cái đài thận bé. Nhiều đài thận bé sẽ đổ vô đài thận lớn. Đài thận lớn, nhiều đài thận lớn gộp lại nó sẽ đổ vô cái chung. Đây là bể thận. Mỗi trái thận có một bể thận, hai trái thận sẽ có hai bể thận. Đây cũng là một cái lớp vỏ mỏng màu trắng. Còn ở những cái khe này nè, em thấy chỗ lõm lõm này, đây chính là những cái xoang thận. Bể thận này sẽ đổ xuống niệu quản. Bây giờ ở trong thận này nó có cái gì? Trong tủy thận này có, trong vỏ thận có cái gì? Trong tủy thận có cái gì? Em thấy nó cắt một cái phần nhỏ ra cho mấy em thấy nè. Nó cắt ra, bao gồm ở đây là phần tủy. Mạch máu nó sẽ đi song song giữa cái cột với lại cái thận tủy này. Nó đi thẳng lên những cái động mạch giang thùy, đưa lên những cái động mạch giang, những cái tiểu thùy nhỏ. Thì em thấy những cái chấm 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 nhỏ giống cái bông như nè, chấm ra nhỏ nhỏ như nè. Và nó phóng đại lên là em sẽ thấy cái động phình này. Động phình, cấu tạo của thận, đơn vị của thận là gì? Đơn vị cấu tạo của thận đó chính là những cái nephron. Đơn vị cấu tạo của thận là những cái nephron. Nephron nha, chứ không phải là neuron kia nha. Cái neuron kia là đơn vị cấu tạo của thần kinh. Còn ở đây đơn vị cấu thận là những cái nephron. Nephron nó đơn vị cấu tạo nó sẽ gồm có hai phần, đó là phần vỏ và phần cầu thận và phần ống thận. Bây giờ cắt rõ hơn cho mấy em thấy, cái bên kia thì nó hơi nhỏ quá, thấy chấm 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 vậy thôi. Và phóng đại lên nó là cái chấm đó, là cái cục ở trên này nè. Cái chấm đó là cái cục trên này. Mà cục trên này là gì? Đây nó phóng đại hơn nữa cho mấy em thấy. Phần trong này là phần tủy thận, ở ngoài này là phần vỏ thận. Cắt ra một phần, đây là phần tủy thận, hay còn gọi là tháp thận. Ở ngoài này là phần vỏ. Em thấy đơn vị cấu tạo là những cái nephron.
Và cái nephron này bao gồm hai phần, cái phần động phình ra tròn tròn này nè, và cái phần lượng uống dòng này nè. Em thấy cái phần phình này ra giống hình cầu nên người ta gọi là cầu thận. Còn cái phần uống lượng này nó hình ống, người ta gọi là ống thận. Vì là cấu tạo của nephron gồm có hai phần, đó là phần cầu thận và phần ống thận. Phần cầu thận em thấy mạch máu nó đi vô, đây là nơi thực hiện quá trình lọc á, lọc để tạo ra những cái sản phẩm nước tiểu á. Và cái ống thận này là nơi thực hiện cái quá trình bài tiết và tái hấp thu ở ống thận này. Sau đó nó tạo ra sản phẩm cuối cùng nước tiểu, đã bài tiết, đã lọc thêm một số chất, bài tiết thêm và tái hấp thu bớt một số chất rồi, nó thải ra phía ngoài này qua ống gớp. Cấu tạo của cầu thận, ống thận. Ống thận gồm có 3 phần, ống lượng gần. Em thấy nó uống lượng nè, và nó nằm gần cầu thận nên gọi là ống lượng gần. Còn cái đoạn này là đoạn quai hay lê chọc vô cái phần tủy. Sau đó nó đi qua ống lượng xa và nó đổ vô ống gớp, đổ vô, đi ra ngoài. Vậy là em thấy cấu tạo của thận, đơn vị nó là nephron, nó nằm ở vị trí nào, vỏ hay là tủy. Nó sẽ nằm gồm hai phần luôn, phần vỏ và phần tủy. Trong đó cầu thận, ống lượng gần, ống lượng xa sẽ nằm ở phần vỏ. Còn quai hay lê này sẽ nằm ở phần tủy. Cái này là cấu tạo nào, đơn vị nephron nào cũng vậy nha. Tất cả đều giống nhau, đó là phần cầu thận sẽ nằm ở phần vỏ. Ống lượng gần, ống lượng xa sẽ nằm ở phần vỏ. Duyên quai hay lê sẽ nằm ở tủy thận. Nephron nằm cả phần vỏ và phần tủy luôn. Trong đó cầu thận, ống lượng gần, ống lượng xa sẽ nằm ở phần vỏ thận. Còn quai hay lê nằm ở phần tủy thận. Vậy nha, tránh khi người ta hỏi, nhiều khi người ta gài á, ta hỏi nephron nó nằm ở đâu, cầu hay vỏ, nó nằm cả hai. Một chút coi chức năng của từng cái ống nó làm gì. Em thấy một trái thận như vậy nè, nó có cả triệu nephron trong nó, cả triệu đơn vị cấu tạo nhỏ như này. Và nhiều hai trái thận như vậy thì khoảng 2 triệu nephron. Một ngày của em á, một phút thôi chứ không phải một ngày nữa, đúng đó là một phút. Mỗi phút như vậy cả hai trái thận này là có 1,2 lít máu đến. Em nghĩ là 1,2 lít máu là nhiều cỡ nào hai chai nước suối của em? Gần 3 chai. Một phút như vậy á, nó sẽ có khoảng gần 3 chai nước suối lượng máu đến thận. Và trong đó người ta tính được nguyên một ngày của em á nha, là nó nước tiểu em tạo quá trình lọc ở cầu thận này nè, nó sẽ tạo ra được nước tiểu đầu đi qua cầu thận này. Dịch lọc nó, nước tiểu đầu nó tạo ra được một ngày 24 giờ họ thu nhập nó, họ tính dựa vào những cái hoặc chất thải qua đồ chỗ cầu thận này nè, là tổng cộng là 170 đến 180 lít một ngày. Em nghĩ là lọc ra nước tiểu này mà 170 đến 180 lít. Cái thùng nước suối bự dễ liên tưởng nhất đó chính là thùng nước suối bự 30 lít của em. Ký túc xá hay đứa nào ở nhà uống nước suối sẽ biết. Thùng 30 lít đó, một ngày lọc thận á, nó lọc được từ 5 đến 6 cái thùng nước đó. Em nghĩ là nước tiểu 24 giờ một ngày nó lọc được bao nhiêu? Còn mà một ngày trong cơ thể mình chỉ có 4 lít đến 6 lít máu thôi, ở đâu mà lọc dữ thần vậy? Ở đây là khi mà thực hiện quá trình lọc ở thận này nè, tốc độ lọc của nó là khoảng 120ml trên phút, mỗi tổng hai thận luôn. Thì tốc độ lọc của nó là khoảng 120ml trên phút của cầu thận này. Sau đó nó lọc ra nha, nó lọc nước kèm theo cái chất độc á, thải ra đường thận này hoặc những chất cặn bã thải qua thận. Sau đó nó tái hấp thu nước, tái hấp thu nước đi vô khắp cơ thể, đi vô tĩnh mạch, đi về cơ thể, gom những cái chất cặn bã trong quá trình nó di chuyển, lại tiếp tục thực hiện quá trình lọc, lọc xong lại tái hấp thu nước xong lại di chuyển khắp cơ thể, gom những chất độc đến thận, lại tiếp tục quá trình lọc, sau đó là bài tiết những chất cặn bã, đồng thời nó sẽ tái hấp thu nước ở những cái ống thận này nè, tái hấp thu nước vô máu lại, đi khắp cơ thể gom nữa. Nên em thấy một ngày á, nó lọc được từ 5 đến 6 cái thùng lít nước, 30 lít bự nữa. Em nghĩ là vậy, số lượng chất cặn bã được lọc qua ở cầu thận rất là nhiều. Nên em nghĩ khi mà bị suy giảm chức năng lọc ở đây thì cái quá trình nó ứ lại chất độc như thế nào? Nếu mà người nó suy giảm chức năng lọc ở đây, lượng nước tiểu trong bàng quang ở mức thiểu niệu hoặc vô niệu, lượng nước tiểu bé hơn 100ml trong 24 giờ, bắt buộc họ phải vô bệnh viện để lọc máu thận. Nó ra thay thế cho chức năng của thận là bắt buộc. Tại lúc này nó sẽ ứ lại lượng chất độc rất là nhiều. Vai trò nói đến sự bài tiết tạo nước tiểu của thận là nó sẽ liên quan ở cầu thận đây nè, là quá trình lọc. Còn ống thận là bài tiết thêm và tái hấp thu bớt lại do tuần hoàn. Em thấy giữa cái quá trình lọc và quá trình bài tiết tái hấp thu này nè, thì cái quá trình lọc trên này chính là cái quá trình quan trọng nhất của thận.
để mà thải những cái chất độc ra số lượng nhiều. Còn cái quá trình bài tiết tái hấp thu ở đây là nó chủ yếu là bài tiết thêm một số những cái thành phần axit và những cái thành phần mà có tính độc hại nhưng mà số lượng rất là ít. Chủ yếu là nó tái hấp thu nước, tái hấp thu natri và một số chất dinh dưỡng nó tái hấp thu lại. Đa số những cái axit uric mấy em ăn vô, đạm em ăn vô tạo ra axit uric, tạo ra những cái ure, creatinine nhân dân, nó được bài tiết rất là nhiều ở cầu thận này thông qua quá trình lọc. Vậy để đánh giá chức năng thận á, là người ta đánh giá chủ yếu vô cái cầu thận này, quá trình lọc của cầu thận là quan trọng nhất. Bây giờ phóng to lên nữa, nó sẽ có cái gì liên quan đến đơn vị cấu tạo nephron. Ở đây cấu tạo nephron nó bao gồm cầu thận và ống thận. Ống thận sẽ có ống lượng gần, nằm ở phần vỏ, quai hê lê chọc vô phần tủy, đi lên đoạn xuống quai hê lê tới bào dẹp lép à. Em thấy cái ống nó nhỏ xíu nè. Đoạn lên quai hê lê bắt đầu nó phình ra. Sau nó đi lên nữa là nó sẽ vô phần vỏ, đây là phần ống lượng xa. Ống lượng xa nó có một đặc điểm, đó chính là cái đoạn ống lượng xa nó sẽ tiếp cận lời tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi ngay vị trí cầu thận này. Ở đây là nó sẽ liên quan đến quá trình điều hòa lọc ở thận. Thôi mình coi nó tham gia điều hòa quá trình lọc ở thận như thế nào. Ống lượng xa sau nó sẽ đi đến ống góp, đổ vô ống góp và đi ra ngoài, tạo ra nước tiểu đi ra ngoài. Từ em thấy cái mạch máu mà đi đến thận á, nó sẽ đi đến, đây là những cái động mạch, đi vô đây là những cái động mạch nhỏ nên người ta gọi là tiểu động mạch. Và tiểu động mạch đến, nó sẽ tạo thành những cái núi mao mạch ở trong cầu thận này nè. Và đi ra khỏi cầu thận gọi là tiểu động mạch đi. Và sao ngồi thường một cái mạch máu đi đến một cơ quan á, thường em sẽ gọi nó là đi đến gọi là động mạch, còn đi ra gọi là tĩnh mạch. Vậy tại sao ở đây đi đến là động mạch mà đi ra cũng là màu đỏ động mạch luôn? Cái động mạch với cái tĩnh mạch khác nhau đó là nồng độ oxy. Những cái này hầm cầu mà chứa oxy, chứa CO2. Em thấy tiểu động mạch đến, chủ yếu nó hình thành cái mao mạch này là để thực hiện cái quá trình lọc á. Chứ ở đây nó không cung cấp oxy cho những cái tế bào cầu thận này thực hiện cái quá trình lọc. Thật sự cái quá trình lọc xảy ra là do sự chênh lệch áp suất, chứ không có phải là do những cái tế bào cầu thận này lôi kéo dịch lọc gì hết, không có. Hoặc là nó thực hiện quá trình co bóp để đẩy cái dịch lọc này qua, không có. Không phải giống như em dắt nước dừa mà phải cái tay mình bóp. Ở đây nó không có cần đó, mà nó liên quan đến áp suất, cái lực đẩy của máu. Nên tổng cái lượng máu mà đến thận này nè, tổng cái lượng máu mà đến thận thì trong đó 85% là nó để nuôi những cái ống thận, nuôi những cái ống thận. Còn lại 15% là để nuôi những cái tế bào cầu thận này. Mục đích nuôi nó là để cho tế bào cầu thận duy trì sự sống thôi, chứ nó không có thực hiện cái quá trình mà chuyển đổi năng lượng gì đây hết á. Nên khả năng mà sử dụng năng lượng của nó cầu thận rất là thấp. Em thấy nó đi vô nó đâu cung cấp máu bao nhiêu đâu cho những cái tế bào cầu thận này, đi ra cái lượng oxy cũng vậy. Nên cái quá trình đi vô đây người ta gọi là tiểu động mạch đến, và cái đi ra cũng gọi tiểu động mạch luôn. Và đây là tiểu động mạch ra. Sau đó cái tiểu động mạch ra này nè, nó mới đi bắt đầu đi uốn quanh những cái ống thận. Lúc này nó sẽ đi uốn quanh những cái ống thận, uốn quanh ống lượng xa, gần, uốn quanh ống lượng xa. Ở ngay những cái vị trí này nó mới thực hiện cái quá trình tái hấp thu hoặc là bài tiết thêm, đi ngược với ra đang nồng độ. Do đi ngược với lại cái sự chênh lệch nồng độ nên nó đòi hỏi năng lượng. Em thấy năng lượng chủ yếu máu cung cấp là 85% ở ống thận để cho những cái tế bào này duy trì hoạt động, chuyển vận chuyển ngược với ra đang nồng độ. Đòi hỏi năng lượng rất là nhiều. Ở đây nó sẽ cung cấp oxy. Những cái tế bào ống lượng gần và ống lượng xa này có rất nhiều ti thể để tham gia tạo năng lượng ATP từ oxy. Nên em thấy đây là tiểu động mạch nè. Sau khi động mạch gian tiểu thùy nó đi vô cầu thận, nó sẽ đi ra tiểu động mạch ra, và tiểu động mạch ra này đi áp xung quanh những cái ống thận này. Thứ nhất, vai trò là cung cấp năng lượng cho những cái tế bào ống thận hoạt động. Cái thứ hai là nó sẽ thực hiện góp phần bài tiết thêm một số chất vào trong ống thận này. Cái thứ ba nó là tái hấp thu một số chất ở trong ống thận này vào tuần hoàn trở lại, ví dụ như natri hoặc nước. Sau đó nè, nó cung cấp bớt oxy nên em thấy nó đi ra là bây giờ nó trở thành máu tĩnh mạch. Lúc này mới trở thành máu tĩnh mạch thận, và nó sẽ đi ra những cái tĩnh mạch gian tiểu thùy và nó đổ ra tĩnh mạch gian thùy và đổ vô tĩnh mạch thận, đổ vào tĩnh mạch trụ dưới và đi về tim lại. Bây giờ nó cắt cái này ra,
trong này có cái gì mà thực hiện được cái quá trình lọc ở đây. Nó đơn giản lắm. Nó chỉ có là một cái búi mau mạch thôi, chứ không có gì hết trơn. Một cái búi bao mạch. Ở đây là cái khoang trống, khoang này người ta gọi là khoang bao men. Cái chữ bao men đâu như viết trong tim. Nè, bao men. Khoang này gọi là khoang bao men, là nơi chứa nước tiểu đầu. Sau khi cái dịch huyết tương đi vô máu, nó đi vô ở phía trong cái màng lọc này, thì cái màng lọc này nó sẽ lọc những cái thành phần dịch, tạo ra dịch lọc đầu tiên. Và dịch lọc đầu tiên này trong khoang bao men này chính là nước tiểu đầu. Em thấy giống như một cái gai lược dừa, cái này y gan cái lưới, cái gai lược dừa. Và cái một chất ở trong huyết tương này, nó muốn đi ra được, đi vào trong khoang bao men này, thì nó phải thỏa mãn điều kiện gì? Và cái màng lọc này nó, em muốn biết nó phải thỏa mãn điều kiện gì, thì đầu tiên em phải coi cái màng lọc này nó cấu tạo gồm có cái gì. Đây là cái màng lọc, cấu tạo gồm có cái gì? Những cái tế bào cầu thận. Màng lọc này nó sẽ cấu tạo gồm có 3 lớp. Lớp thứ nhất đó là tế bào nội mạc mạch máu. Em thấy cái lớp phía trong cùng nè là những cái lớp của mạch máu. Và cái lớp mạch máu này khoảng cách giữa những cái tế bào mạch máu là nó khoảng 160 ân trong. Cái lỗ hở này là 160 ân trong. Sau nó lớp kế tiếp dính sát nó chính là lớp màng đái. Ở lớp màng đái này cái lỗ nó là 110 ân trong. Kích cỡ nó bắt đầu nhỏ hơn so với phía trên này. Và kế tiếp nữa là lớp tế bào chân giả bao men. Tế bào biểu mô của bọc bao men nè, tế bào chân giả. Tại sao gọi nó là tế bào chân giả? Em thấy cái tế bào nè, màu tím này là cái nhân, và những cái chỉ ra nhánh nhánh màu vàng này nè, nó giống như cái chân giả như nó, sẽ áp sát vô cái lớp màng đái nó. Và cái khoảng cách giữa những cái chân giả này, đường kính của nó là khoảng 70 đến 75 ân trong. Đường kính giữa cái dịch lọc này nè, cái lỗ này nè, cái lỗ giống như dịch lọc, đường kính giữa những cái lỗ chân giả này là khoảng 70 đến 75 ân trong. Em thấy cái đường kính nó ngày càng nhỏ hơn, nên đầu tiên một chất từ trong huyết tương á muốn được lọc qua vô cầu thận là phải thỏa mãn điều kiện thứ nhất là kích cỡ của nó. Nếu mà kích cỡ của nó em nghĩ là bự hơn 70 ân trong, đây là cái lỗ nhỏ nhất nè, trên này là 160, màng đái là 110, dưới này là 70 đến 75 ân trong, thì nó muốn lọc qua được cái màng này bắt buộc kích cỡ của nó phải bé hơn 70 ân trong. Nếu mà nó lớn hơn 70% sao mà lọc qua được? Thứ nhất phụ thuộc vào kích cỡ của nó. Cái thứ hai phụ thuộc vào phân tử lượng của nó. Nếu mà chất nào có phân tử lượng lớn hơn 80.000 đăng tông thì nó sẽ bị giữ lại, nó không qua được cái lỗ lọc này. Trọng lượng phân tử của nó. Và cái thứ ba có một cái vấn đề, đó là ví dụ đơn giản protein albumin. Em thấy albumin kích cỡ của nó chỉ có 69 ân trong thôi, mà sao cũng không qua được lỗ lọc này. Lỗ lọc này đường kính ở đây nhỏ nhất là 70 ân trong à, trong khi albumin trong huyết tương này chỉ có 69 ân trong thôi, cũng không qua được lỗ lọc này luôn. Sao kỳ vậy? Lý do là ở đây nè, màng đái này mang điện tích âm. Albumin, những cái thành phần protein nó sẽ mang điện tích âm. Do hai cái cùng dấu thì sao? Đẩy nhau. Nên albumin di chuyển theo dòng máu, nó di chuyển đến cái vị trí những cái màng đái đó, nó cùng điện tích, nó sẽ đẩy nhau. Còn nếu mà khác điện tích, nó sẽ bị hút về cái màng đái này, và nhờ cái dịch đẩy của huyết tương nó sẽ đẩy thoát ra ngoài. Do albumin cùng điện tích với màng đái là điện tích âm, nên chúng đẩy nhau, nó không có qua được lỗ lọc. Vậy là nói lại, cái màng lọc này nó sẽ gồm có 3 thành phần trong đó. Thứ nhất đó chính là tế bào nội mạc mạch máu, đường kính giữa hai, khoảng cách giữa hai tế bào nó là 160 ân trong. Lớp thứ hai cái màu vàng vàng em thấy, đây chính là lớp màng đái. Cái lớp màng đái này kích cỡ giữa các lỗ nó khoảng 110 ân trong, và nó mang điện tích âm. Và cái lớp thứ ba là lớp tế bào chân giả, tế bào biểu mô nội mạc nè, lớp bao men. Tế bào bao men này, tế bào chân giả này, đường kính giữa các chân giả nó khoảng 70 đến 75 ân trong. Một chất muốn qua được cái màng lọc này phụ thuộc hai vấn đề. Thứ nhất đó chính là kích cỡ của lỗ lọc nó phải bé hơn 70 ân trong, hoặc trọng lượng phân tử của nó phải bé hơn 80.000 đăng tông. Cái thứ hai nữa là chất đó phải mang điện tích trái dấu với màng lọc này, nó phải điện tích dương nó mới được lọc qua. Và những cái thành phần protein nào nha mà kích cỡ bé hơn 40 ân trong, có nghĩa là bé hơn lỗ lọc này gần gấp đôi á, thì nó không cần phụ thuộc vào điện tích âm, điện tích dương gì mặc kệ, nó sẽ bị nước áp lực thủy tĩnh trong này đẩy ra ngoài chứ. Vậy là nếu chất đó kích cỡ từ 70 cho đến 40 ân trong thì nó bắt buộc phải phụ thuộc vào điện tích. Còn màng đái nữa,
70 thì em thỏa mãn qua cái lỗ này rồi, nhưng mà nó mang điện tích âm không qua được, phải là điện tích dương. Còn nếu mà kích cỡ nó bé hơn 40 ăn trong thì nó được đẩy qua hoàn toàn, dù nó điện tích âm hay điện tích dương gì mặc kệ. Còn những cái chất nào kích cỡ lớn hơn 70 ăn trong chắc chắn sẽ không qua được lỗ lọc này. Những chất nào có trọng lượng phân tử lớn hơn 80.000 đăng tâm chắc chắn sẽ không qua được lỗ lọc này. Vậy nha, đó là sản phẩm trong nước tiểu của mình sẽ có những cái gì á. Chất nào mà hòa tan trong nước á, là nó sẽ được lọc qua thận gần như 100%. Chất nào được lọc qua hòa tan trong nước, đường. Em thấy đường nó được hòa tan trong nước hoàn toàn. Ví dụ nha, dễ thấy nhất, em lấy những cái gây lược, dừa gây lược thành phần gì đó, rất là nhỏ, những cái lưới lọc, rất là nhỏ luôn. Em để thử những cái cục đường này kia vô, nó sẽ không có ta qua được cái lỗ nó. Nhưng mà khi em quậy lên, em quậy tan trong một cái dung dịch nước, nước lọc đi. Em lấy nước lọc em quậy tan lên, thì lúc này em đổ cái gây nó mà cho nước qua được, thì em sẽ thấy nước đường nó cũng qua được theo luôn. Thì cái màng này cũng vậy, những chất đồng hòa tan trong nước cũng qua được bên này. Những cái thành phần axit lactic, những axit uric, những cái creatinin, những cái ure, hoặc là những cái natri, những cái muối. Natri, CNL trừ hoặc là glucose, nó sẽ được lọc qua. Còn cái nào protein kích cỡ lớn, những cái thành phần chất béo, nó không được lọc qua thôi. Và những thành phần hữu hình của cơ thể, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, không được lọc qua. Em thấy, nãy trên này nè, cái màu tím tím nãy chưa nói với em á, bây giờ em nhận diện được cái màu tím nó là gì rồi đó, là tế bào chân giả đó. Tế bào chân giả của Bobo Man. Lớp tế bào chân giả nó chỉ nằm trên cái búi mao mạch này thôi. Cái đặc điểm thứ hai ở đây em nhận diện là cái phức hợp này nè. Người ta gọi đây là phức hợp cạnh cầu thận. Thiệt, nó nằm gần cầu thận nha, nên người ta gọi là cạnh cầu thận. Ủa, cái bự bự này là cái gì? Cái bự bự này là cái đặc điểm ở đây nè. Ở đây nãy nói em ống lượng xa. Đây là phức hợp cạnh cầu thận nè. Mình coi trong phức hợp này có cái gì. Đặc điểm ở đây đó chính là của ống lượng xa nha. Đây, cái nơi này là của ống lượng xa. Nơi ống lượng xa tiếp cận lại với tiểu động mạch đến với tiểu động mạch đi gần cầu thận. Em thấy cái tế bào mà cái cấu tạo lớp tế bào của ống lượng gần và ống lượng xa này nè, là những cái tế bào hình lập phương. Hình lập phương giống như cái hình khối cục xúc xắc của mình vậy đó. Nó sẽ là những cái hình lập phương. Và ở trên tế bào ống lượng gần, nó sẽ có rất là nhiều những cái vi nhung mao để tăng diện tích tiếp xúc, hấp thu những cái chất dinh dưỡng, y như là tế bào ruột non vậy. Còn ở ống lượng xa này cũng là tế bào hình lập phương luôn, nhưng mà nó ít cái vi nhung mao hơn, nó giống như ruột dài. Đoạn phía dưới này tế bào qua hay lên theo cái ống dẹp lép nè, nên đặc điểm ở đây cũng là tế bào dẹp luôn, tế bào dẹp lép à. Ti thể trong tế bào ống lượng gần và ống lượng xa, số lượng ti thể rất là nhiều, tại vì nó liên quan đến quá trình tái hấp thu và bài tiết một số chất đi ngược với radian nồng độ. Đây ngay vị trí ống lượng xa này, tiếp xúc với cầu thận. Ở đây có một cái liên quan đến điều hòa quá trình lọc ở thận, mà liên quan đến những người mà suy thận mãn tính, họ có tình trạng tăng huyết áp đó. Lý do là vậy nè, em thấy nơi tiếp xúc nó, những cái tế bào nó là tế bào lập phương, nhưng mà ngay vị trí tiếp xúc với nó là tế bào ống lượng xa, nó sẽ phình lên. Em thấy nó dậy lên là nó phình lên, không còn hình lập phương nữa, mà lúc này nó hình chữ nhật luôn. Cái hình chữ nhật này nó dậy lên, người ta gọi đây là những cái tế bào macula densa, cái tên nó sát bên macula densa, hay còn gọi là vết đặc. Vết đặc cũng được, macula densa cũng được. Còn những cái mạch máu tiểu động mạch đến, nó dễ, nó quy định tiếng Anh bên này là tiểu động mạch đến, tiểu động mạch đi. Trong những cái tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi này, những cái tế bào nội mạc mình không nói đi, em học về cái bài gì tuần hoàn em biết rồi. Cấu tạo của nó bao gồm cái tế bào nội mạc ở trong cùng, sau đó là những cái tế bào cơ trơn, lớp cơ trơn, rồi tới cái lớp bao thanh ở ngoài mỏng. Thì cái lớp tế bào cơ trơn ở giữa nó đó, nó sẽ phì đại lên. Những cái nơi nào mạch máu tiếp xúc với lại cái vết đặc này nè, nó sẽ phì đại lên. Lớp tế bào cơ trơn mạch máu phì đại lên, nó dễ bằng màu xanh cho em dễ phân biệt. Thì ở trong cái tế bào cơ trơn này nè nha, phì đại này của tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi này, nó chứa rất nhiều những cái hạt hormone trong này, renin. Cái renin ở đây nó sẽ liên quan đến sự điều hòa cái quá trình lọc ở thận như thế nào. Quá trình lọc ở cầu thận giảm, lý do gì em cần biết, làm cho cái lượng nước á, tạo ra dịch lọc nước tiểu đầu này nè, nó bị giảm xuống. Khi mà cái dịch lọc này nó đi qua ống lượng gần và quay hay lê đoạn lên này, nó sẽ được tái hấp thu natri. 65% lượng natri trong cái dịch nước tiểu đầu này sẽ được tái hấp thu ở ống lượng gần.
và lượng còn lại khoảng 10% sẽ được hấp thu ở ống đoạn lên của quai hành lê này. Cứ hệ dịch lập ra bao nhiêu cũng cần biết thì ống lượng gần nó tái hấp thu lại hết mớ natri rồi. Đoạn lên qua hành lê hấp thu một mớ natri nữa. Chỉ là số lượng còn lại nó đi tiếp tục qua ống lượng xa này. Ống lượng xa này đến cái chỗ vết đặc macula densa này mà nó nồng độ natri giảm xuống, không cần biết lý do gì hết. Cái quá trình lọc ở đây giảm xuống, nồng độ natri ở đây giảm thì nó sẽ tác động lên cái vết đặc này nè. Macula densa này nó sẽ làm giãn cái tiểu động mạch đến. Em thấy tiểu động mạch đến giãn ra, đồng thời cái hormone renin ở trong cái tế bào cơ trơn của tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi này nè, nó sẽ được tiết trực tiếp vào trong lòng mạch. Ngay từ tế bào cơ trơn của mạch máu đó, nó tiết trực tiếp vô đó luôn. Sau đó nó sẽ đi theo tiểu động mạch đi và nó đến ở phổi chuyển đổi cái angiotensin 1 thành angiotensin 2 và đồng thời nó đến vỏ thượng thận bài tiết ra aldosterone. Vỏ thượng thận nó nằm ngay phía trên cái thận luôn đó. Đây, renin nó sẽ đi đến cái vị trí của vỏ thượng thận, nó làm kích hoạt vỏ thượng thận tiết ra aldosterone. Vậy là em sẽ có tốc độ. Khi nào quá trình lọc giảm xuống không cần biết, lý do gì giảm không cần biết, thì ngay lượng natri mà đến cái vết đặc này mà giảm xuống thì cái phức bộ tạo ra sẽ được tạo ra, đó là renin, angiotensin và aldosterone. Cái angiotensin nó có vai trò gì? Nó sẽ đi theo máu đến tất cả các những cái tiểu động mạch đi của cái cầu thận đó, nó làm co tiểu động mạch đi. Nồng độ angiotensin 2 nó rất là thấp, nó sẽ làm co tiểu động mạch đi. Và cái aldosterone nó sẽ tác động lên ống lượng xa giảm góp chỗ này. Những cái ống lượng xa giảm góp nó sẽ làm tăng tái hấp thu natri và nước, nó làm tăng thể tích tuần hoàn lên trở lại. Nên em thấy rốt cuộc cái quá trình nó sẽ hỗ trợ cho sự tăng lọc. Tăng lọc bằng cách nào? Nè, ở ống lượng gần, đúng không? Tiểu động mạch đến thì macula densa nó làm giãn ra. Theo những cái kích thích nhạy cảm thần kinh nó làm giãn ra. Còn những cái tiểu động sinh hai gây co lại, đồng thời gây tăng dưỡng muối nước làm thể tích tuần hoàn đến chỗ nhỏ lại, nên lượng máu nó sẽ dồn ở đây nhiều hơn. Nhiều hơn nó sẽ làm tăng cái gì? Áp lực thủy tĩnh. Do có nước nhiều nên nó sẽ làm tăng áp lực thủy tĩnh hay là áp suất thủy tĩnh. Nói đến đơn vị mm thủy ngân là liên quan đến áp suất. Ở đây nó sẽ làm tăng áp suất thủy tĩnh. Áp suất thủy tĩnh nó có xu hướng là đẩy nước mà. Em thấy cái dòng suối chảy đi, nước nhiều nó sẽ chảy nhiều, nước ít nó chảy ít, liên quan đến cái lực đẩy. Thì ở đây áp suất thủy tĩnh nó sẽ tăng, làm đẩy tăng quá trình lọc lên. Mà có một cái vấn đề, cái angiotensin 2 á, nếu mà nhiều cầu thận nó bị suy quá, cái angiotensin 2 mà được tiết nhiều, lúc này nó không chỉ ảnh hưởng đến tiểu động mạch đi mà nó ảnh hưởng luôn cả tiểu động mạch đến co luôn, và co các mạch máu ngoại vi. Nó sẽ làm tăng huyết áp của bệnh nhân. Đồng thời aldosterone gây giữ muối nước lại, tăng thể tích tuần hoàn lên, nên tăng huyết áp bệnh nhân luôn. Huyết áp chính là cái lực máu tác động dương gấp lên thành mạch đó. Bây giờ em nghĩ là cái ống nước á, em bóp lại thì đương nhiên cái lực nước ở trong máu, nước ở trong máu nó sẽ tác động lên cái thành mạch hơn. Nếu mà cái thể tích trong cái ống nước nó tăng lên, lượng nước em đổ vô nhiều thì em sẽ thấy cái lực tác động lên cái thành ống nước nó cũng sẽ tăng lên luôn, cái lực đẩy. Nên chính cái angiotensin 2 và cái aldosterone nó lại gây tăng huyết áp. Nên ở những người suy thận á, suy thận là suy giảm chức năng lọc. Nói đến suy có nghĩa là giảm chức năng của cơ quan đó. Nó sẽ giảm chức năng lọc, suy thận giảm chức năng lọc. Thì những người nó phức bộ nó được tiết rất là nhiều, dẫn đến họ tình trạng đó là tăng huyết áp. Em sẽ thấy những người suy thận có bệnh lý tăng huyết áp kèm theo. Mà em biết cơ chế tăng huyết áp ở người suy thận nó là do gì rồi đó. Đó là do liên quan đến angiotensin 2 và aldosterone. Lúc này em điều trị huyết áp ở người tăng huyết áp trên nền suy thận, tốt nhất là tác động vô hai cơ chế đó. Angiotensin 2 và aldosterone nó sẽ có lợi cho bệnh nhân hơn. Và khi huyết áp tăng nó lại có một cái lợi bất lợi cho bệnh nhân suy thận đó, là nó sẽ làm tăng diễn tiến suy thận. Tại vì em nghĩ cái áp lực đó, nó đi lây mạnh nè, lâu nó sẽ đè nén lên những cái tế bào mao mạch ở trong này. Mà cái lực thử cái tay em á, em ấn lên cái tế bào ở đùi em đi, em ấn lên để hoài ngày này qua ngày kia qua ngày nọ thời gian lâu thì chắc chắn những cái tế bào ở đó bắt đầu nó sẽ bị gói loạn chức năng từ từ. Do cái sự chèn ép, tăng quá trình lọc, tăng sự đẩy, nó sẽ làm việc nhiều, nó mệt, hoặc là tăng sự đè ép lên nó tổn thương đó. Nên lâu dài em thấy những người suy thận có tăng huyết áp nó lại tiếp tục tổn thương thận nhiều hơn, suy thận nhiều hơn. Suy thận nhiều hơn lại
làm cho cái phức bộ cạnh cầu thận này nè tiết ra renin nhiều hơn, lại tăng huyết áp. Tăng huyết áp lại dẫn đến suy thận lại dẫn đến tăng huyết áp. Đó là một dòng luẩn quẩn. Nếu em không cắt đứt huyết áp tốt thì bệnh nhân sẽ suy thận ngày càng nhiều và tăng huyết áp ngày càng nhiều, có khi tăng huyết áp cơ gây biến chứng lên đột quỵ, tai biến mạch máu não. Nên thắc mắc tại sao thận có phải là chỉ có chức năng ngoại tiết là tạo ra nước tiểu hay không, nó còn có một chức năng nội tiết nữa liên quan đến monrenin, điều hòa huyết áp để thay đổi chức năng nội tiết thứ hai của thận nữa. Mà trong bài này hình như trong slide nó có nói là liên quan đến chức năng kích thích những mấy em qua 20 tuổi rồi thì cái nơi mà sản sinh ra những cái tế bào hồng cầu từ bào gốc á là những cái xương dẹt. Xương dẹt như là xương chậu nè, và những cái xương sườn, xương cột sống, những cái xương sẽ tham gia tạo hồng 20 tuổi từ lúc mới sinh. Từ năm tháng trở đi thì tất cả các xương nó đều tham gia tạo hồng cầu hết. Nhưng mà cỡ 20 tuổi trở đi thì chỉ còn những cái xương dẹt thôi, xương sườn, xương cột sống nè, xương chậu thoái hóa rồi. Tế bào gốc ở trong nó thoái hóa ở vị trí ống thận này nè. Hồi nãy mình nói cái ống lượng gần á, nó sẽ cần nhu cầu oxy rất là nhiều. Khi mà lý do gì không cần biết, nồng độ oxy trong máu đến thận này mà giảm xuống thì nó sẽ dẫn đến tình trạng hoại tử tế bào ống thận này, nó đâu chịu. Nó bắt buộc phải tăng nồng độ oxy lên bằng cách đó chính là sẽ kích thích ở những cái tế bào ống lượng gần này tiết ra một loại hormone trực tiếp vào trong máu, trực tiếp vào trong những cái mạch máu mà bao xung quanh những cái tế bào cầu thận ống lượng gần này nè. Tiết ra một loại hoạt chất đó chính là erythropoietin. Cái chất này nó sẽ đi theo máu đến những cái tế bào gốc ở những cái xương dẹt, nó biệt hóa những cái tế bào gốc nó thành những cái hồng cầu. Nên em thấy một số người suy thận mãn tính họ có tình trạng hay thiếu máu, qua mắt, chóng mặt, nghiêm nhợt hay quên, tim đập nhanh, hồi hộp, run tay chân gì đó. Tình trạng thiếu máu của họ sẽ có da, lông, tóc, móng gì nó kém nuôi dưỡng hơn, da trở nên sần sùi xấu xí hơn. Tình trạng thiếu máu như là nhắc lại thận nha, sản thận nó có hai chức năng, đó chính là chức năng ngoại tiết, sản phẩm tạo ra chính là nước tiểu. Chức năng thứ hai là chức năng nội tiết. Khi nói đến nội tiết là nó sẽ tiết ra hormone trực tiếp vào máu. Nó tiết ra hai loại hormone, một đó chính là renin tham gia tạo điều hòa huyết áp để thực hiện cái quá trình lọc ở thận. Cái thứ hai đó chính là tiết ra hormone erythropoietin. Cái chất nó sẽ tham gia kích thích biến đổi tế bào gốc ở tủy xương đỏ thành những cái hồng cầu, chuyển đổi thành những cái hồng cầu. Lý do gì thận thiếu oxy không cần biết, nó sẽ kích thích cái quá trình tạo ra erythropoietin, kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Vì là thận vừa có chức năng ngoại tiết mà vừa có chức năng nội tiết nữa. Đây là quá trình lọc thôi. Cái tế bào macula densa kết hợp với tế bào cận cầu thận, anh em thấy cái đây là của động mạch nè, tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, nó phình lên. Đây là tế bào cận cầu thận. Macula densa kết hợp với tế bào cận cầu thận này người ta gọi là phức hợp cận cầu thận. Vì là khi nhắc đến phức hợp cận cầu thận là nó có hai phần. Một đó là những cái tế bào macula densa, cái thứ hai nó là tế bào cận cầu thận của tế bào, của những cái mạch máu tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. Đây là một cái phức bộ, một cái nephron, đơn vị cấu tạo của thận. Gồm có cầu thận và ống thận. Ống thận có 3 phần, ống lượng gần, Wai-hen-lai, ống lượng xa. Nè em thấy cái ống lượng xa nó có một phần đổ vô lại gần, tiếp xúc với tiểu động mạch đến tiểu mạch đi nè. Ống lượng xa đổ vô ống gớp và đi ra ngoài. Bài tiết một số chất vào động mạch đến, renin. Đây là cấu tạo, nó tách ra cho em thấy rõ. Ống lượng gần, đây là cầu thận nè, vẽ ghi xấu xí quá. Cầu thận, ống lượng gần, quai hành lê, đoạn xuống quai hành lê em thấy dẹp lép à, tế bào dẹp lép đây, tế bào của ống lượng gần, tế bào của quai hành lê đây, dẹp lép. Ít ti thể, đoạn lên, quai hành lê, bắt đầu có một đoạn phình lên. Sau nó nói tiếp ống lượng xa, ống lượng xa có đoạn tiếp cận lại cầu thận. Và nó sẽ đổ vô ống gớp. Đây là tế bào hình lập phương của ống lượng gần. Em thấy có rất nhiều vi dung mao nhỏ nhỏ trên nè. Để tăng diện tích tiếp xúc
tăng tái hấp thu luco và một số enzymin. Còn đây là những cái ti thể để thực hiện cung cấp năng lượng. Ống lượng xa, nó cũng là tế bào hình lập phương luôn, nhưng mà nó không có những cái vi dung mao thôi. Trong nó cũng có nhiều cái ti thể và ống góp. Ống góp cũng là hình lập phương và nó ít ti thể hơn so với ống lượng gần và ống lượng xa, và nó cũng không có vi dung mao luôn. Mạch máu thận, động mạch của thận nó xuất phát từ động mạch. Động mạch bụng trong một cái nhánh bự ra ngoài này là động mạch thân tạng. Động mạch thân tạng nó sẽ chia nhánh vào trong thận hai bên. Cái này cái động mạch bự này nè là nó tạo ra ngoài, sau đó nó chia nhánh động mạch và những cái động mạch cảnh ở phía trên lòng, nó sẽ quằn xuống dưới đi trong cái khoang ngực gọi là động mạch ngực. Đồng chúng sau nó đi qua cơ hoành, khỏi cơ hoành tương ứng với khoảng động mạch thân tạng một cái nhánh dài ra, và chính động mạch thân tạng này nó sẽ cung cấp máu đến thận. Mình sẽ có động mạch thận rồi nó đổ vô những cái thùy nè, động mạch giang thùy. Rồi nhỏ lên phía trên những cái động mạch dây phần trăm cung lượng tim. Một phút được bao nhiêu máu? Thì trong tổng 100% nó 20% nó sẽ đến với thận. Còn là gan và thận rất là lớn, cả hai cái. Nhu cầu tiêu thụ oxy của thận này nó chỉ đứng sau tim thôi. Nhu cầu tiêu thụ oxy của nó rất là nhiều, tại nó tham gia thực hiện quá trình tái hấp thu đi ngược với radian nồng độ. Ví dụ tái hấp thu đường, tái hấp thu những cái thành phần natri, tái hấp thu axit amin. Do một em nghĩ 24 giờ nó lọc được tới 170 đến 180 lít nước tiểu đầu lần. Nên cái quá trình tái hấp thu nó rất là lớn. Nhu cầu oxy của nó rất là mạnh. Tim em một phút nó co bóp đập được 60 đến 100 nhịp. Mỗi phút như vậy đập liên tục á, thì cái cơ nó vận động nhu cầu oxy rất là nhiều, thận cũng vậy. Lọc 170 lít nó phải tái hấp thu trong nó rất là nhiều. Tái hấp thu nước, tái hấp thu nước thì nó đi theo thuận theo những cái chất hòa tan khác rồi. Nhưng mà quá trình tái hấp thu những chất hòa tan đường, natri hoặc là những cái ure đó, nó sẽ cần năng lượng. Nên lúc này nhu cầu oxy của nó rất là lớn. Khi người nào mà bị thiếu máu thường xuyên, thiếu máu lý do gì em cần biết, có thể do ăn thiếu chất, thiếu vitamin B12, thiếu sắt, hoặc là những cái chu kỳ kinh nguyệt mà kéo dài rong kinh ở những người nó bị thiếu máu thường xuyên, hoặc những người mà bị nhiễm dung á, dung móc nó hút máu nó thải ra ngoài đường tiêu hóa, thì chính những cái lúc này những người mà thiếu máu nó sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất đó là tim, thứ hai là thận, và thứ ba nó chính là não. Ngoài ra các cơ quan khác bị ảnh hưởng không? Có, nhưng mà ít hơn. Có nhưng mà em không thấy được đâu, tại vì những cơ quan nó không có quan trọng, nên khi nó bị thiếu thoái hóa từ từ em không thấy biểu hiện. Quan trọng nhất đó chính là thận, tim, não, một phần gan, tại vì gan sự bù trừ của nó rất là lớn. Em bị tử vong do tim với não trước khi em thấy gan nó biểu hiện mắc bù, trên 80% nó tổn thương nó mới có sự mắc bù. Đây là nó phân tách ra cái cầu thận. Nếu mà cầu thận nằm tuốt ở ngoài phần gần sát vỏ này luôn thì nó cũng y như vậy. Cái cầu thận nằm ở phần vỏ, ống lượng gần nằm ở vỏ, ống lượng xa nằm ở vỏ, còn quai Henle nó sẽ chọt vô phần tủy này. Nó cũng giống. Cấu tạo của các nephron đều giống nhau, đó là cầu thận, ống lượng gần và ống lượng xa sẽ nằm ở phần vỏ, còn quai Henle sẽ chọt vô cái phần tủy. Đây là những cái son thận. Tiểu động mạch đến, đây tiểu động mạch đến, tạo ra những cái búi mau mạch cầu thận, sau đó thực hiện quá trình lọc ở đây. Và nó sẽ dẫn truyền máu còn lại sau khi được lọc rồi đó. Mạch ga thông qua tiểu động mạch ga. Tiểu động mạch ga sau đó nó đi dọc ấp áp xung quanh những cái ống thận đây nè, để thực hiện quá trình bài tiết và tái hấp thu. Và cung cấp
tử thùy đổ ra những cái gian thùy và đổ ngoài, đổ ra tĩnh mạch thận. Tĩnh mạch thận sẽ đổ vô tĩnh mạch trụ dưới, đổ về tim. Mình có hai mạng lưới nên nhắc có hai mạng lưới theo sách thôi. Mạng một nó là trong cầu thận này thực hiện quá trình lọc là chính. Thứ hai là mạng lưới dinh dưỡng bao xung quanh ống thận. Mỗi phút nè có 1,2 lít máu tới thận. Em thấy mỗi phút lưu lượng tim bơm ra bao nhiêu thì nó sẽ cung cấp 10% cho thận này. Lúc nghỉ máu tới thận chiếm 20% lưu lượng tim, còn khi mà vận động á thì cái lượng nước, lượng máu đến thận nó sẽ bị giảm xuống do sự co của những cái động mạch thận. Khi em vận động, tất cả các mạch máu đều co hết ngoại trừ những cái cơ quan quan trọng, đó chính là não, tim và một số động mạch máu ở cơ văn. Tại vì em vận động là sử dụng oxy cho cơ văn mà, lúc đó cơ văn sẽ hoạt động. Chính vì vậy trong trường hợp mà em mới ăn no, em đừng có vận động là như vậy. Em mới ăn no mà em vận động, em nghĩ là làm sao cái chất đó nó được hấp thu vô trong đường ruột mình, đi vô máu. Thì nơi nó muốn được hấp thu thì cái mạch máu em phải giãn ra, tiếp xúc gần với niêm mạc ruột để nó hấp thu được tốt. Khi mà em vận động cái mạch máu em nó sẽ co, mạch máu tiêu hóa nó sẽ co lại, nó dồn cho những cái cơ văn. Và đồng thời khi em vận động giao cảm sẽ cường lên, và phó giao cảm sẽ bị ức chế một phần. Nên những cái mà ống tiết, những cái chất tiêu hóa rồi nó ống nước tuyến nước bọt nè, những cái tuyến ở tụy nè, nó muốn sản sinh được là nó phải kích thích của phó giao cảm gây co bóp tống những cái chất tiêu hóa nó ra, giúp tiêu hóa thức ăn. Mà bây giờ em vận động thì đương nhiên cái sự co bóp tống những cái chất nó ra nó sẽ giảm xuống, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mạch máu xung quanh nó co lại nên cái sự tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn nó rất là chậm. Em thấy em vừa ăn xong mà em vận động nó sẽ có sự chậm tiêu, và lâu dần thức ăn ở dạ dày em lâu thì sao, nó kích thích tiết axit nhiều gây viêm dạ dày. Ở thận cũng vậy, em làm việc nhiều quá thì cái sự co mạch máu đến thận nó sẽ giảm. Sự co mạch máu đến thận giảm là giảm cái lượng máu đến thận đó nghe, nó tăng sự co mạch máu đến thận, nó làm giảm cái lượng máu đến thận, dồn máu cho những cái cơ văn cơ bắp này kia. Tiêu thụ oxy chỉ sau tim thôi. Thần kinh, cái thần kinh mà chi phối cho ở vị trí gây cháy thận này thì chỉ có duy nhất đó là thần kinh giao cảm thôi, liên quan đến sự co mạch máu. Và khi mà giao cảm nó bị ức chế thì cái mạch máu này giãn ra lại bình thường, chứ ở đây không có liên quan đến thần kinh phó giao cảm. Mạch máu này chỉ có thần kinh giao cảm thôi. Khi vận động máu tới thận giảm do phân phối nhiều tới cơ văn. Khi mà bị stress đó, em khoan một chút xíu nói tới cái vấn đề stress nó sao. Khi mà em stress thường xuyên hoặc là trong những cái trường hợp mà em lo lắng hồi hộp này kia kéo dài đó, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận. Lý do thì hơi mình coi lại sao. Một hơi xuống dưới đó, nó sẽ có phân tích liên quan đến một phần của cái hoạt chất prostaglandin và một phần liên quan đến giao cảm nữa. Niệu quản là nơi dẫn lưu nước tiểu hết, nó chỉ có nhiêu thôi, đoạn của nó dài khoảng 25 cm. Niệu quản đi từ bể thận đổ xuống bàng quang, nó đi vùng chỗ thắt lưng đổ xuống vùng chậu, sau đó vô phần hạ vị. Ba vị trí dễ mắc sỏi nhất đó chính là từ bể thận xuống niệu quản, cái thứ hai nó là trong vùng hố chậu nơi bắt ngang động mạch chậu, và thứ ba là ngay vị trí hạ vị nơi niệu quản đổ vô bàng quang. Chiều dài khoảng 25 cm thôi. 25 cm cỡ cây thước của em thường học ở trước 20 cộng thêm 5 cm nữa. Bàng quang, em thấy bàng quang là một khối gỏng, nơi này nó sẽ chứa nước tiểu. Nó là một khối gỏng, phần tạo của nó là lớp cơ trơn. Ở đây nó không thực hiện quá trình bài tái hấp thu gì hết. Nó chỉ thực hiện đó là chứa nước tiểu và sự co bóp để tống nước tiểu thôi. Nên em thấy cái lượng máu bao xung quanh những cái ống dẫn này nè, và cái lượng máu bao xung quanh ở thận này, cầu thận, quên ở bàng quang này, nó cũng là ít. Chủ yếu đây để nuôi dưỡng những cái tế bào này, giúp nó duy trì sự sống, nó hoạt động, những cái tế bào cơ trơn hoạt động để co bóp tống nước tiểu xuống bàng quang á. Thường họ ít có biểu hiện toàn thân nhiều hơn so với trường hợp viêm ở trên thận. Em thấy những người viêm bàng quang thường biểu hiện triệu chứng đó là tiểu gắt, tiểu lắc, tiểu gắt buốt, tiểu lắc nhắc, số lượng nước tiểu ít. Chứ ít khi nào thấy tình trạng họ sốt lên, họ chán ăn, họ mệt mỏi, họ rối loạn tiêu hóa ít gặp lắm. Chủ yếu là biểu hiện ngay tại bàng quang, đau hạ vị, rối loạn tiêu tiểu như thế này.
Còn khi nào mà bị tổn thương trên thận này, em biết trên thận này vị trí mạch máu này rất là nhiều, nên những cái cytokine đó từ quá trình viêm nó tiết ra nó sẽ đi vô máu nó rất là nhanh và nó có thể biểu hiện toàn thân. Bệnh nhân đau ở vị trí thắt lưng cao, đồng thời nó biểu hiện toàn thân có thể sốt, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa như kia kẹp theo triệu chứng của viêm. Còn ở dưới này triệu chứng của viêm sẽ biểu hiện tại chỗ nhiều hơn là toàn thân nha. Bàng quang là nơi chứa đựng tiểu. Hiện tượng sỏi thận. Đâu em hỏi sỏi tại sao tạo ra? Đúng rồi nha, cái thứ nhất đó là gì? Những cái chất nào dễ kết tinh? Dễ kết tinh tạo sỏi có thành phần đó là có, mình sẽ có những cái loại sỏi sau. Thứ nhất sỏi canxi. Em thường gặp ở những người lớn tuổi, người già. Mấy em cứ học đi một hơi sẽ cho mấy em giờ kiểm tra sau. Em nào mà đụng giờ kiểm tra buổi chiều á thì mấy em nói lại, mấy em ưu tiên những cái môn phía sau trước nha. Có gì mà lỡ đụng giờ kiểm tra của mấy môn khác á thì em nói lại, chị sẽ chỉnh giờ kiểm tra lại cho mấy em bữa khác. Bạn nào mà bị đụng á, còn bạn nào không đụng giờ sau thì cứ lên là học xong thì sẽ quy định giờ kiểm tra. Hiện tượng sỏi thận mình sẽ có sỏi thứ nhất đó là sỏi canxi. Cái thứ hai đó là sỏi oxalat từ những cái thành phần rau quả và vitamin C. Sỏi thứ ba đó là thường sỏi do nhiễm trùng liên quan đến những cái con vi khuẩn virus, nó sẽ lên men tạo ra những cái chất dễ kết tinh. Và canxi đó em, canxi khi nào nó dễ tạo sỏi, những cái chất cặn bã nó dễ tạo sỏi khi nào nước tiểu em quá cô đặc, em uống ít nước quá hoặc em nhịn tiểu. Em nhịn tiểu đáng ra cái dòng suối á, em cứ nghĩ đi, cái dòng suối khi nó chảy hoài ở trên lọc xuống nước tiểu chảy hoài cứ chảy xuống theo em nghĩ nó có tạo sỏi hay không? Khó lắm. Còn trong trường hợp em nhịn tiểu, cái dòng suối nó bị chặn lại thì nó dễ lắm cặn hơn và nó dễ tạo sỏi. Mấy đứa nó uống nước vô không uống nước, hoặc là mấy đứa lại nhịn tiểu không đi tiểu, cứ nhịn rồi nó không biết sao mà thích nhịn gì không biết, thì nó dễ tạo sỏi. Tắc nghẽn ở vị trí nào không cần biết cũng dễ tạo sỏi luôn, do cái dòng chảy nó bị ngưng lại. Uống quá nhiều canxi. Bây giờ mấy em thấy không phải người lớn tuổi mới bị sỏi thận và dễ bị suy thận như hồi xưa, mà bây giờ cả những cái bạn trẻ luôn. Lý do bây giờ em bổ sung rất là canxi rất là nhiều. Em nghe bổ sung canxi tốt cho xương, thật sự là tốt cho xương thiệt, tại nó lấy vô xương đang giai đoạn phát triển mà nhu cầu phát triển cơ thể rất là nhiều, nên những người mẹ, bố mẹ thường là cung cấp chất dinh dưỡng cho đứa trẻ nó rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ khi em cung cấp canxi cho cơ thể nha, em muốn canxi lấy vô xương thì em phải làm sao? Hoạt động. Em phải cho đứa trẻ nó chạy nhảy. Nhưng mà bây giờ em không cho chạy nhảy, em cung cấp canxi chất bổ cho nó quá nhiều luôn, mà gốc cổ em cho nó cái điện thoại, nó cái cầm nó đi nào, thì xương nó đâu được kích thích đâu, xương không được kích thích, nên cái lượng chất em đưa vô nó bị dư, thành ra nó sẽ thải qua đường tiết niệu này. Canxi nó thải qua đường tiết niệu khi mà dư, bây giờ nó thải qua đường tiết niệu mà đứa trẻ nó ít uống nước nữa, uống chất bổ này kia đồ không vận động, ít uống nước, nằm chỗ không à. Chính vì nằm một chỗ đó, cái trọng lực tốt nhất của cái tình trạng đẩy nước này xuống nè là nó sẽ theo cái chiều đứng của em hoạt động, mà bây giờ em không hoạt động thì nó dễ, nó sẽ đẩy chậm hơn, ít uống nước, nước tiểu sẽ cô đặc hơn và dễ bị tạo sỏi lắm. Bây giờ những bạn trẻ nhỏ dễ có tình trạng sỏi thận luôn. Lý do là chế độ ăn sinh hoạt giờ mấy em quá phong phú rồi, kết hợp với nó là ít vận động. Vậy nha, sỏi thận đầu tiên em phải phân tích coi nó là sỏi gì. Sỏi canxi, sỏi oxalat hay là mà do nhiễm trùng thì em mới có đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Và coi sỏi canxi nó từ đâu mà có, do em uống vô quá nhiều canxi, do từ một số tụ nào nó tiến tiền liệt dưới này nè, nó bị phì đại, nó gây bích tắc lại, thì em phải coi là trí của nó có tổn thương gì không, có bích tắc ở đâu hay không, dễ sỏi ăn uống như thế nào, có đưa vô quá nhiều canxi hay không. Gà là bó tay. Bàng quang của em nó là một cái tạng rỗng để mà chứa nước tiểu. Ở trong này nó sẽ có hai cái thần kinh tác động, đó là thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm. Cái thần kinh mà tác động lên bàng quang này nè, nó nằm ở vùng thắt lưng cùng và cục.
đường thắt lưng cùng. Cái rễ của nó sẽ đi ra cái đoạn cái tủy sống nằm ở trong cái cột sống này nè, nằm trong cái lỗ phía sau này nè, thì nó cũng cái tủy sống nó cũng phân đoạn tương ứng với cột sống của mấy em, nhưng mà cái đoạn cùng cục cuối cùng này nè của tủy sống á, thần kinh ở phía trong này nó sẽ ngưng ngay ở đoạn thắt lưng thứ hai thôi, ngưng tới đây thôi, nó không có dài như là cái cột sống của mấy em luôn. Tủy sống trong này đi từ cổ cho đến khoảng thắt lưng thứ hai, nhưng mà cái rễ của nó đó, cái rễ nó sẽ ra tương ứng với những cái lỗ sống này. Ví dụ như tuy nó ngưng kết, nó kết thúc ở đây nha, nhưng mà cái tủy sống mà thắt lưng thứ tư á thì nó sẽ cho cái rễ qua cái lỗ thắt lưng thứ tư tương ứng. Tổng của cùng cục này nó sẽ cho cái rễ dài xuống ở trong cái lỗ ống này và đi đến cái lỗ của cùng cục này nó ra tương ứng. Bữa trước mình nói liên quan đến sự điều khiển ở dương vật và những cái cơ quan sinh sản là của thần kinh thắt lưng 123. 123 cái đoạn rễ của nó đi ra ở chỗ thắt lưng 123 này nè. Còn đối với cái bàng quang đó nha là của thắt lưng thứ năm đến cùng một. Thắt lưng thứ năm và cùng một này là của thần kinh giao cảm. Còn thần kinh phó giao cảm là cùng 23 trong này. Cái cùng 23 này liên quan. Vậy người nào mà bị chấn thương cột sống như này nè, ngay từ cái màu chậu em kéo ra phía sau lưng, từ đoạn nó mà trở xuống mà nó bị chấn thương, gãy hay là nứt cái gì đó mà chèn ép rễ thần kinh đó, nó sẽ liên quan đến cái quá trình đi tiểu. Có một số người bị bí tiểu, một số người bị tiểu són. Thần kinh phó giao cảm làm cái gì ở đây? Cái thần kinh phó giao cảm nó sẽ làm cái cơ trơn này nè, giãn ra. Và cái cơ thắt trong này nó sẽ co lại để giữ nước tiểu. Khi nào mà bàng quang em chứa nhiều nước tiểu căng lên, thì cơ trơn mình có đặc điểm mà, nó bị căng lên thì nó sẽ dẫn truyền theo cảm giác vô cái tủy sống. Tủy sống sẽ dẫn truyền cái dây vận động đi ra phó giao cảm, nó làm co bóp, tăng cường co bóp cơ trơn ở đây. Nó co bóp nó sẽ tống nước tiểu, và đồng thời khi mà cơ trên này nó co bóp thì cái cơ vòng ở dưới này nó sẽ mở ra. Mở ra trên này co bóp sẽ tống nước tiểu ra. Mà khi cái bàng quang em co bóp nha, nó sẽ dẫn truyền lên vỏ não, cảm giác nó dẫn truyền lên vỏ não, nó cảm giác cho em là mất tiểu. Cái mà cơ mình điều khiển được liên quan đến em chủ động điều khiển đi tiểu hoặc nhịn là do cơ thắt ngoài. Cơ thắt ngoài này mình điều khiển được, vậy là nó cấu tạo bởi cơ vân. Còn cơ thắt trong này mình không điều khiển được, đó là của cơ trơn. Cơ thắt ngoài này nè, khi mà trong này nó co bóp, nó mở cơ vòng trong này ra, nó tống nước tiểu xuống dưới, phía dưới ngoài. Đồng thời cái sự co bóp này gây cho em cảm giác mất tiểu. Có đứa thì đi tiểu, có đứa thì không nhịn tiểu. Thì chính em nhịn nó là em điều khiển cơ thắt ngoài. Khi nào bàng quang em, nhưng mà nãy mình nói là thận cứ mỗi phút nó điều lọc nước tiểu hết, mỗi phút nó điều lọc hết, cả hai chế thận này lọc mỗi phút nó khoảng là 120 ml nước tiểu, mỗi phút nó điều lọc, mỗi phút nó điều lọc. Nhưng mà có phải là phút nào em cũng đi tiểu không? Vậy là mỗi phút đều có nước tiểu xuống đây hết à? Có phải lúc nào em cũng đi tiểu không? Không. Khi nào mà thành bàng quang này căng lên, nó co bóp tăng cường cái sự tống xuống, cơ dòng trong này nó mới mở. Thì khi nào nó căng thành bàng quang này, khi lượng nước tiểu trong bàng quang khoảng 400 đến 500 ml nước á, nó mới có hiện tượng căng bàng quang lên. Và bàng quang mình có khả năng chứa là cả 1 lít nước tiểu. Khi mà em nhịn, nhịn đến một lúc nào nó căng quá mức khoảng 1 lít, thì lúc này sự co bóp nó càng mạnh hơn nữa và nó không thể căng được nữa. Nó sẽ thắng luôn cả cái lực ở phía ngoài cơ dòng ngoài này. Dù em nhịn cũng vậy, đôi khi nhiều bạn nhịn tiểu lâu, một hơi nhịn cỡ nào cũng vậy, nó sẽ hơi bị xón tiểu ra. Do cái áp lực trong nhãn co bóp mạnh hơn, nó đẩy ra. Em gờ trên hạ vị của em sẽ thấy được cầu bàng quang, do nhịn tiểu nó căng cái thành bàng quang lên. Vậy những cái trường hợp nào mà rối loạn tiểu đi tiểu á, một là tiểu xón ít ít hoặc là bí tiểu luôn không tiểu được, là nó liên quan đến rối loạn thần kinh thực vật hoặc tình trạng nhiễm trùng viêm. Khi mà em bị viêm á nha, ví dụ cái khớp em bình thường em đánh rất là mạnh vô mới đau, còn những người bị viêm khớp chỉ cần chạm nhẹ vô cái vị trí nó là họ có thể đau rồi. Bàng quang này cũng vậy, bình thường khi nào nó căng thành nó mới kích thích thần kinh phó giao cảm gây co thắt tống nước tiểu ra ngoài. Còn bây giờ khi nó bị viêm, viêm bàng quang có thể một là sỏi, hai là có thể nhiễm trùng, nó sẽ làm tăng cái sự kích thích bàng quang, chỉ cần lượng nước tiểu xuống ít thôi, lượng nước tiểu có xuống là nó cảm giác là có cái chất ở trong, nó sẽ kích thích thần kinh làm co bóp đẩy nước tiểu ra. Nên em thấy trong trường hợp mà nhiễm trùng tiểu hoặc là sỏi tiết niệu gì đó mà nó gây viêm bàng quang á, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đó là tiểu ít. Người ta gọi là dùng từ tiểu nhiều, em phải hỏi là số lần đi tiểu nhiều mà mỗi lần lượng nước tiểu ít
hay là số lần đi tiểu nhiều mà nước tiểu cũng nhiều luôn, hai cái nó khác nhau? Ở đây số lần đi tiểu nhiều mà mỗi lần đi tiểu có một chút à, hay người ta dùng từ là tiểu lắc nhắc, mỗi lần chút 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 kèm theo nó tiểu gắt tiểu bút, thì em phải coi lại có viêm nhiễm ở bàng quang hay không. Một số người vậy là cái tình trạng mà tiểu xón hoặc là tình trạng bí tiểu là ảnh hưởng thứ nhất, đó là thần kinh của vỏ não, cái thứ hai là thần kinh của tủy sống, hoặc là do sự tổn thương thực thể ngay chỗ bàng quang niệu đạo. Ví dụ như một số nam bị phì đại tiền liệt tuyến, lúc này đâu có rối loạn phía trên thần kinh gì đâu, nhưng mà do phì đại tiền liệt tuyến nó bích tắc lại nên bệnh nhân không đi tiểu được, nó bị xuất hiện cầu bàng quang đó. Đầu tiên khi mà bệnh nhân bị rối loạn một cái cơ quan nào đó, em phải coi có tổn thương thực thể ngược lại cơ quan đó hay không. Trước tiên siêu âm ở bàng quang này dễ nhất, cận lâm sàng dễ biết, đó chính là siêu âm. Siêu âm coi có tổn thương gì hay không. Thì khi siêu âm xong em thấy không tổn thương, lúc này em mới coi tiếp cái tình trạng thần kinh của mình có hay bị stress hay không, hoặc là dùng một số thuốc tác động lên ức chế những cái thần kinh, ảnh hưởng đến những cái thần kinh giao cảm, phó giao cảm, gây rối loạn tiểu tiện hay không. Đầu tiên là em phải coi, thứ nhất tổn thương thực thể, có bị viêm nhiễm, rồi cái cơ cơ yếu cơ gì hay không. Một số tình trạng thiếu kali thì cái cơ mình cũng trở nên yếu đi, hoặc là một số trường hợp em dùng cái thuốc mà giãn cơ, em nghe mình tình trạng đó là đau thắt cột sống, đau thắt ở vùng sau lưng đó, do sự co thắt cứng cơ, cái lúc đó em dùng thuốc cái giãn, thuốc giãn cơ, thì cái thuốc giãn cơ nó sẽ ảnh hưởng đến cơ vòng của bàng quang luôn, đôi khi nó gây rối loạn cơ vòng bàng quang nếu em dùng lâu dùng nhiều. Thì em phải coi nhất là ngay vị trí bàng quang nó có viêm nhiễm gì không, cái thứ hai coi cấu tạo của nó, cái cơ của nó có bị yếu nhược gì không, do thiếu kali, do một số tác dụng phụ của thuốc, rồi sau đó em mới coi tiếp là thần kinh chi phối của nó có bị rối loạn gì không. Đây là quá trình tiểu thôi. Cấu tạo của bàng quang dung tích chứa thông thường là 700 đến 800 ml nước, nó có thể chứa lên cả 1 lít luôn. Nhưng mà bắt đầu có sự căng thành bàng quang để mà kích thích mình đi tiểu á, là lượng nước tiểu trong bàng quang khoảng đến 1 ml nước là bắt đầu có sự căng thành bàng quang, kích thích mình đi tiểu. Niệu đạo khoảng 4 cm thôi, rất là ngắn nên dễ nhiễm trùng tiểu lắm. Còn niệu đạo nam dài cả 12 đến 16 cm, dài thượt à. Nên quá trình mà nhịn tiểu để cho vi khuẩn lội ngược dòng lên gây nhiễm trùng tiểu rất là khó. Em thấy cơ thắt ngoài của nam nó sẽ nằm dưới cái tuyến tiền liệt luôn. Mà bữa trước mình học về cái cấu tạo hệ sinh dục của nam, đường này là đường niệu đạo. Ở ngoài đây có đường ống dẫn tinh đi gặp đường niệu đạo ngay ngã ba vị trí tuyến tiền liệt. Thì ngay vị trí này đi ra nó là động chung, bao gồm của đường dẫn tinh và đường đi tiểu luôn. Cái cơ thắt niệu đạo ngoài này của nam, nó sẽ có thể là nam khi mà điều khiển cái cơ thắt ngoài này nhịn lại, nó có thể nhịn tiểu hoặc là nhịn phóng tinh. Nó là đường trung. Chức năng của thận. Chức năng của thận, nãy mình nói chức năng chính của nó chính là tạo ra nước tiểu bài xuất ra ngoài luôn á. Chức năng ngoại tiết. Nó còn một phần nhỏ liên quan đến nội tiết nữa, đó chính là creatinine và erythropoietin, liên quan đến sự điều hòa huyết áp của cơ thể và liên quan đến tạo ra kích thích tế bào gốc ở tủy xương, tạo ra cầu. Đây nó liên quan khi nhắc đến lọc là nhắc đến cầu thận, còn khi nhắc đến tái hấp thu và bài tiết là liên quan đến ống thận. Nhắc lại cái màng lọc, màng lọc ở đây nó sẽ phụ nữ của cái chất nữa. Thứ hai đó là dịch nước tiểu đầu. Để cái lưu màng lọc nó cũng giống mấy cái lọc bình thường khác, cái bự bự giữ lại, chủ yếu là trong đây là những cái thành phần hòa tan trong nước, hoặc là những cái acid amin kích cỡ rất là nhỏ. Em thấy những cái xác dừa mà kích cỡ nhỏ, cái lỗ lọc này nè, thì nó cũng qua được quá trình lọc thôi. Mà cái lực lọc ở trong cầu thận đó không phải là do những cái tế bào cầu thận nó co bóp, nó thắt lại, nó tăng cường lực đẩy nó đâu, không phải, mà do liên quan đến áp suất lọc. Áp suất lọc ở đây nó sẽ liên quan đến áp trong cơ thể mình nha, tất cả nước hoặc khí nó sẽ di chuyển liên quan đến áp suất, từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Ở đây cũng vậy, khi nhắc đến sự cân bằng dịch nước trong cơ thể mình giữa cái khoảng cản lại trong huyết tư, liên quan đến ba loại lực sự di chuyển của nước trong cơ thể mình đó,
là nó sẽ liên quan đến ba loại lực. Lực thứ đó chính là em lực áp suất thủy tĩnh. Áp suất thủy tĩnh này nó sẽ liên quan thủy, chỉ thủy nó là nước. Áp suất thủy tĩnh ở đây là liên quan đến áp suất của nước. Mà áp suất của nước sẽ có xu hướng là đẩy. Còn áp suất thứ hai liên quan đến nước đó chính là áp suất keo. Bản chất của tạo ra áp suất keo thành phần lớn nhất đó chính là albumin, những cái thành phần cấu tạo của những cái protein và đồng thời một phần những cái lipid chất béo nó sẽ tạo ra áp suất keo. Protein cũng tạo ra áp suất thẩm thấu nữa. Nhưng mà cái áp suất thẩm thấu nó liên quan nhiều đến những cái chất hòa tan. Ví dụ như đường, ví dụ như muối, một số những cái axit nó sẽ tạo ra những thẩm thấu. Áp suất keo và áp suất thẩm thấu sẽ có xu hướng kéo nước gì đó. Ví dụ một ly nước đường đi, em để đường ở đấy đó, em để một màng bán thấm, kế bên em để nước lọc thì em sẽ thấy nước lọc nó sẽ bị kéo về cái nước đường. Một bên là để protein, để màng bán thấm, bên kia để nước thì em sẽ thấy nước nó sẽ bị kéo về bên protein đó. Vậy là áp suất keo kéo nước về nó, áp suất thẩm kéo nước về nó, áp suất thủy tĩnh sẽ đẩy nước kê xa nó. Em thấy trong huyết tương này có sức keo không? Thấu. Còn trong bao bao men này có sức gì? Nó có sức keo không? Không. Em hồi nãy nói những cái protein kích cỡ bé hơn 40 ăn trong á, nó sẽ được lọc qua đây. Nhưng mà cái protein ăn cỡ nhỏ nó sẽ không được, là không đủ tạo ra áp suất keo đâu. Tỷ lệ của nó chỉ bằng 1/240 trong huyết tương thôi. Nên hầu như cái lượng nó không đủ. Các bạn nghe, em nghe không được là em coi lại cái tai nghe của em nha. Hoặc là do đường là đường truyền mạng chung của trường. Còn nếu mà có bạn nghe được, có bạn không, có nghĩa là đường truyền riêng của em bị vấn đề. Thì con là tai nghe thôi chứ cũng bác ai không biết sao làm cho em. Còn cái áp suất ở trong khoang ba mê này nó có áp suất thẩm thấu không? Có áp suất thẩm thấu, nhưng áp suất thẩm thấu trong này nó bằng với áp suất thẩm thấu trong huyết tương. Áp suất thẩm thấu dịch lọc này bằng với áp suất thẩm thấu huyết tương. Nên coi như hai cái nó triệt tiêu bỏ áp suất thẩm thấu qua rồi. Vậy là mình còn lại áp suất gì ở trong khoang ba mê này? Thứ nhất đó còn lại áp suất thủy tĩnh thôi. Áp suất keo trong này gấp bỏ qua. Còn mấy bữa nay em bị gì á? Đôi khi giật giật. Vậy là cái này đường truyền của chung bị gì rồi? Có bữa thì rõ, có bữa thì không rõ. Chịu chứ sao vậy? Còn giật giật không? Nghe luôn, nghe rồi. Làm sao hết? Không biết làm sao hết luôn á. Ở đây của em nó sẽ liên quan đến trong dịch lọc này chỉ có duy nhất là áp suất thủy tĩnh còn có giá trị thôi. Còn ở trong huyết tương này do áp suất thẩm thấu của nó bằng với áp suất thẩm thấu ở trong dịch lọc nên mình bỏ qua. Trong huyết tương này còn lại hai áp suất, đó là áp suất thủy tĩnh và áp suất keo. Áp suất thủy tĩnh ở trong dịch lọc này có xu hướng là đẩy nước từ cái khoang đưa về. Từ áp suất thủy tĩnh trong huyết tương nó sẽ đẩy từ cái huyết tương vào trong dịch lọc. Trong huyết tương này có xu hướng là kéo nước về đó để cho cái quá trình lọc đó được thực hiện được, thì cái áp suất thủy tĩnh của huyết tương và áp suất keo của huyết tương này, hai cái này là nó kéo vector ngược chiều.
em tính tổng cái lực nó phải là từ không trở lên thì cái quá trình lọc nó mới được thực hiện. Và người ta thấy cái áp suất máu ở ngoại vi này nè khoảng 100 mm thủy ngân thì nó sẽ đi vô những cái búi mao mạch này, nó bắt đầu chia nhỏ ra thì cái áp suất trong này nó khoảng còn khoảng 60 mm thủy ngân. Tính cái áp suất thủy tĩnh nó trong này là khoảng 50 mm thủy ngân. Vậy cái áp suất vì máu của em mà nó dưới 7 khi nó vô trong này nó sẽ bị chia nhiều thì cái áp suất ở trong này nó sẽ giảm xuống. Em nghĩ là cái áp suất nó vô cùng lúc nhưng mà nó chia nhiều nhánh ra thì mỗi nhánh sẽ quay chiều ngược lại. Cái quá trình lọc của em sẽ bị ngưng lại khi áp suất ở ngoại vi của em mà bé hơn 70 mm thì ngon. Nghe quá rồi sao?
Có thuốc hả cả? Em nhớ lưu ý cho mấy cái bom sao trước nha, nếu mà đứa nào làm không kịp á. Các bạn làm bom sao kiểm tra. Tới giờ đúng bom sao 11 gửi. Kiểm tra xong bị bỏ không điểm luôn á. Chưa thấy đang mở liền. Mở nó video luôn rồi. Xịt cho cái này, nó video luôn rồi. Để tải nó bị trơn. Thấy chưa? Mở này đấy. Có chưa? Lên rồi đó.